Ủa, tự nhiên anh lắc cái hàng rào này chi vậy? Nhà có con nít đâu? Ừ, không có con nít nhưng mà có tụi nó kìa. Ủa, rồi lắc vậy rồi sao vô? Mở làm sao? Đây là cái chắn cửa, chắn cầu thang. Nó có thể điều chỉnh kích thước rộng từ 76 cho đến 83 cm. Nếu muốn rộng hơn thì có các thanh nối để mở rộng. Cánh cửa này sẽ tự động đóng khi thả tay ra và giữ nguyên ở vị trí 180 độ cả hai chiều. Chất liệu là khung sắt được sơn tĩnh điện. Chắn cửa có khóa chân thông minh để ngăn chặn việc em bé tự mở. Bởi vì muốn mở chúng ta phải làm đồng thời hai động tác, đó là bấm khóa và nhấc cánh cửa lên. Khung chắn này mình thấy khá là chắc chắn luôn á. Nè, đây có lúc nhấn nè, nở lên đó. Đi vô được rồi nè. Giờ không thích vô nữa, thích ngoài được không?